thưa quý vị, những chú chó tận hưởng kỳ nghỉ tại khách sạn 5 sao ở Nam Phi. Một khách sạn thuộc hàng 5 sao và là trung tâm chăm sóc thú cưng đã được mở ra ở Cape Town, Nam Phi trước ngày lễ Giáng sinh vừa qua. Khách sạn có đầy đủ những tiện nghi như quán bar dành cho những chú chó. Tuy nhiên, để được tận hưởng cuộc sống sang trọng ở khách sạn này, thì chủ nhân của các con vật cưng phải chi một khoản không hề nhỏ. Giá dành cho mỗi vị khách bốn chân lên đến 45 mỹ kim một ngày. Cô Janickley, Clay, chủ khách sạn cho biết, nhiều người đưa những chú chó của họ đến Cape Town có một người phụ nữ từ Canada hiện đang ở Nam Phi. Cô thăm chúng vào buổi sáng, chơi với chúng cả ngày và đến đêm thì những chú chó lại trở về khách sạn để ngủ. Những giấy phòng được trang trí cho phù hợp với tất cả các vị khách. Đó có thể là phòng chờ Jurassic Park hay Dogland Trump hoặc những chú chó có thể tận hưởng dịch vụ massage cá nhân và những chủ nhân của chúng có thể tải một ứng dụng nếu họ nhớ những con vật cưng của mình.